Không phải cứ đưa đại viên kim cương vô mà Kỳ Lân sẽ tuyển chọn viên kim cương theo tiêu chí. Đồng nhất vẫn phải đi ra những trung tâm giám định kiểm định bên ngoài, họ có chức năng chuyên nhiệm vụ kiểm định kiểm định để giám định lại một lần nữa. Nhờ vào tiêu chí luxury Kỳ Lân của mình nên Kỳ Lân luôn tự tin về ngành chế tác nữ trang cũng như là handmade đồ da. Và về nữ trang thì Kỳ Lân tự tin khẳng định là tỷ lệ rất hầu như là bằng không. Kỳ Lân xin chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Và hôm nay một chủ đề danh mục nổi tiếng của thương hiệu Kỳ Lân Luxury, đó chính là danh mục về sản phẩm điện thoại. Và cụ thể thì Kỳ Lân trân trọng giới thiệu về sản phẩm điện thoại Vertu. Đây là chiếc điện thoại Vertu Atterby. Và trên màn ảnh sẽ có hai phiên bản, một là màu đen, tất cả là đen hết. Một phiên bản là Mid Gold, có nghĩa là phối giữa đen và gold vàng. Đây là một chiếc điện thoại Atterby New màu đen chính hãng, màu đen hết tất cả mọi chi tiết. Và đây cũng y chang như vậy, màu đen hết, nhưng có điểm mid phối với nhau giữa đen và vàng hồng raw gold, kể cả phía trước và kể cả phía sau, và kể cả những cái con ốc bên hông và hàng ở giữa này. Và những clip chi tiết về sản phẩm Vertu Atterby này Kỳ Lân đã làm nhiều, rất nhiều clip rồi, đã có trên kênh YouTube của Kỳ Lân Luxury cũng như là trên fanpage cũng như trên website của Kỳ Lân Luxury rồi. Và hôm nay Kỳ Lân sẽ không đi sâu cụ thể vào chức năng, về cấu tạo, về những chi tiết khác của chiếc điện thoại, mình sẽ đi vòng ngoài thôi. Và để thời gian còn lại Kỳ Lân sẽ chi tiết vào dịch vụ này. Đây là dịch vụ kết tâm vàng đến kim cương để mix với những cái sản phẩm gốc thành những bản mix đẹp. Ví dụ như một chiếc điện thoại màu đen như thế này, khi khách mua dùng và trải nghiệm một thời gian, nếu như mình thích thay đổi, mình muốn nó trở nên khác biệt hơn, đẹp hơn, đẳng cấp hơn thì có thể liên hệ với Kỳ Lân để Kỳ Lân chế tác ra những cái phần vàng như vậy và phối lại, ráp lại vào sẽ như thế này. Tất cả phần này là phần bề ngoài thôi. Bề ngoài, những chỗ nào mình không thích màu đen thì mình có thể chế tác ra những cái vàng màu hồng để mình phối vào như thế này, hoặc vàng trắng, hoặc là vàng chanh, tùy theo nhu cầu của khách. Hoặc là mình muốn sang trọng hơn, đẳng cấp hơn nữa, hơn nữa nha, thì mình có thể đặt hàng của Kỳ Lân những bộ điểm vàng như vậy, nhưng có đính kim cương thiên nhiên lên luôn, vàng nguyên khối, vàng nguyên khối đúc ra, vàng y đúc ra và đính lên kim cương. Đây sẽ hình dung cho cách xem. Nếu như chỗ này màu đen mà đưa vào, thay vào là phần vàng và kim cương thì sản phẩm sẽ trở nên rất là nổi. Đây là Kỳ Lân đang hình dung vào một chiếc điện thoại nguyên thủy màu đen, và Kỳ Lân sẽ hình dung tiếp vào một chiếc điện thoại đã được mid gold. Từ một cái màu gold và chuyển qua màu mid gold có đính kim cương, rất là sang. Hoặc nếu như quý khách muốn trở nên giá trị hơn nữa, giá trị cao hơn nhiều nữa, thì quý khách liên hệ với Kỳ Lân để đặt full bộ vỏ. Tất cả những màu đen này sẽ được thay vào bộ vỏ vàng nguyên khối full luôn, kể cả phần da này luôn cũng vậy. Nếu như quý khách thích dùng da thì mình sẽ dùng da, còn nếu như quý khách muốn không dùng da mà thay toàn bộ phần da này bằng vàng đúc, vàng khối đúc ra, và theo yêu cầu Kỳ Lân vẫn làm luôn cho khách là logo hoặc là tên hay là cái gì đó trên này theo đúng yêu cầu mục đích của quý khách luôn, từ nổi, từ khắc, từ chìm, từ tất cả những cái gì mà quý khách muốn Kỳ Lân sẽ làm thực hiện cho quý khách. Rồi bây giờ đi sâu vào, không nói bằng mắt thường, không nói bằng miệng thường,
mà mình sẽ nhìn vào máy móc, mình nói. Thì Lan sẽ mở máy soi lên và em đặt qua giùm cho anh, đặt qua giùm cho anh cái máy này để anh soi. Tỷ lệ chia ổ cực kỳ chuẩn và tiêu chí luxury của Kỳ Lăng là không phải cứ đưa đại viên kim cương vô mà Kỳ Lăng sẽ tuyển chọn viên kim cương theo tiêu chí đồng nhất. Có những chỗ nhỏ thì Kỳ Lăng sẽ tuyển chọn những viên nhỏ nhưng nó phải đồng nhất về độ đẹp, màu sắc và phải tuyển chọn từng viên một. Những viên nào bị lỗi là Kỳ Lăng sẽ loại ngay, bởi vì đây là handmade bởi Kỳ Lăng Luxury theo tiêu chí Luxury Kỳ Lăng, có nghĩa là tuyển chọn từng viên một để trở nên đẹp đều với nhau, đồng nhất với nhau và nhìn những cái cháu đi rất là chuẩn. Bởi vì vậy, nhờ vào tiêu chí Luxury Kỳ Lăng của mình nên Kỳ Lăng luôn tự tin về ngành chế tác nữ trang cũng như là handmade đồ da. Và về nữ trang thì Kỳ Lăng tự tin khẳng định là tỷ lệ rất hột, hầu như là bằng không. Với công nghệ máy móc hiện đại thì đường nét cực kỳ sắc sảo và đồ cao cấp lúc nào cũng vậy, đồ cao cấp, đồ đẳng cấp bao giờ cũng vậy, cũng hơn nhau ở cái sự tinh tế và hoàn thiện, hoàn hảo nhất, đẹp nhất, chuẩn nhất. Quá tuyệt vời, quá đẹp, quá xuất sắc. Và tất cả dựa vào kinh nghiệm chuyên nghiệp của Kỳ Lăng cũng như là tuổi đời kinh nghiệm lâu năm cộng với những máy móc hỗ trợ chuyên nghiệp và vẫn phải đi ra những trung tâm giám định kiểm định bên ngoài, họ có chức năng chuyên nhiệm vụ kiểm định giám định để giám định lại một lần nữa tất cả sản phẩm. Khi Kỳ Lăng cung cấp ra giao lưu với tất cả quý khách hàng thì Kỳ Lăng sẽ cho đi giám định kiểm định lại ở đơn vị thứ ba luôn. Từ vàng cũng vậy, vàng mình sẽ đi giám định ra những tờ giấy phải quang phổ. Quang phổ là gì? Quang phổ là những cái máy Olympic có chức năng phổ ra được là tuổi vàng bao nhiêu phần trăm, ở trong thành phần cái sản phẩm này có bao nhiêu phần trăm là vàng mà còn lại là bao nhiêu kim loại là gì. Và kim cương cũng vậy, mình cũng đi soi từng viên một, soi từng viên một bằng những cái máy chuyên dụng của những đơn vị có chức năng chuyên kiểm định giám định. Cho nên là quý khách yên tâm tuyệt đối, ở đơn vị Luxury Kỳ Lăng là đơn vị chuyên về đồ cao cấp xa xỉ phẩm. Nếu như quý khách nào đang sử dụng những chiếc ATP rồi và muốn kết tâm theo yêu cầu, theo mong muốn, theo cái ý muốn của mình thì hãy liên hệ với Kỳ Lăng qua số hotline 0901 247 247, hoặc là lên kênh YouTube của Kỳ Lăng, hoặc là lên trên fanpage của Kỳ Lăng, hoặc lên website của Kỳ Lăng để xem những sản phẩm mà Kỳ Lăng đã từng giới thiệu và những sản phẩm mà Kỳ Lăng đang kinh doanh giao lưu với tất cả các khách hàng. Và như vậy video clip đến đây xin được phép kết thúc. Kỳ Lăng trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm, đã dành thời gian quý báu quan trọng của mình để xem clip của Kỳ Lăng review. Và ủng hộ hơn nữa thì xin mời quý khách hãy đăng ký subscribe kênh YouTube của Kỳ Lăng cũng như like theo dõi trang fanpage của Kỳ Lăng để cập nhật nhiều video hấp dẫn về những dòng sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao trong thời gian sắp tới. Hoặc quý khách có thể truy cập trực tiếp vào website kylangluxury.com để xem những danh mục, những sản phẩm, dịch vụ của Kỳ Lăng Luxury nhé. Hoặc gọi cho Kỳ Lăng theo số hotline 0901 247 247, hoặc kết nối qua Zalo cũng là số hotline luôn 0901 247 247. Đội ngũ chuyên nghiệp của Kỳ Lăng Luxury sẽ phục vụ tất cả những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao đến với tất cả quý khách hàng. Trân trọng cảm ơn, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.